Xin chào tất cả mọi người. Như mọi người đã biết, thể thao luôn có vật cản là tuổi tác. Đúng như vậy, những vận động viên đã dành cả thanh xuân để thi đấu, cống hiến cho màu cờ sắc áo của câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Trong đó, môn bóng chuyền cũng không phải là ngoại lệ. Không để mọi người chờ đợi lâu, vậy ngày hôm nay hãy cùng Volleyball Beats điểm lại top 5 vận động viên tham dự nhiều kỳ Olympic nhất lịch sử bóng chuyền nữ. Tính đến kỳ Olympic Rio 2016,